Minh Hào rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Tự hào đất sen hồng. Thưa quý vị, Đồng Tháp vừa có một hợp tác xã nằm trong top 100 ngôi sao hợp tác xã năm 2024. Thông tin này cùng với một số thông tin kinh tế nông nghiệp nổi bật khác sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiệu quả kinh tế từ một số mô hình liên kết tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Tạo sự mới lạ cho chả lụa truyền thống bằng hạt sen. Lễ tôn vinh và trao giải thưởng ngôi sao hợp tác xã lần thứ nhất năm 2024, Co-op Star Awards 2024 đã diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024. Trong số 100 hợp tác xã tiêu biểu được trao giải, có hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 100 hợp tác xã tiêu biểu lần này được chọn từ hơn 30.000 hợp tác xã trong cả nước. Các hợp tác xã này đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, có ý chí tự lực tự cường, lao động sáng tạo, nỗ lực vượt khó, là hạt nhân nòng cốt đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong số này, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thành của tỉnh Đồng Tháp hiện có 11 ngành nghề sản xuất kinh doanh với hơn 1.800 hộ thành viên, đạt 100% hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn xã. Hàng năm, hợp tác xã ghi nhận mức lợi nhuận sắp xỉ 1 tỷ đồng. Hợp tác xã trích từ 150 đến 200 triệu đồng đóng góp xây dựng nông thôn mới, đồng thời tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi, chế độ đãi ngộ cho các thành viên. Biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết diễn biến ngày càng bất thường, khó đoán định nên tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khốc liệt hơn. Với việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dự báo, kết hợp tận dụng các thiết bị công nghệ để kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình hình hạn mặn, ngành khí tượng thủy văn các tỉnh, trong đó có Đồng Tháp, đang giúp các địa phương chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp ứng phó. Tại Đồng Tháp, dù không bị tác động nhiều bởi xâm nhập mặn, tuy nhiên mùa khô kéo dài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống. Hiện tại, hơn 40 trạm đo tự động được phân bố rộng khắp địa bàn tỉnh để đảm bảo dữ liệu đầu vào về tình hình khí tượng thủy văn. Ngoài việc được đầu tư hệ thống quan trắc tự động, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp cũng nỗ lực nâng cao chất lượng dự báo bằng công nghệ hiện đại. Các dự báo không còn dừng ở thông tin thuần túy mà sẽ dần dịch chuyển sang dự báo tác động, thông báo cho công chúng về những gì điều kiện khí tượng thủy văn sẽ gây ra. Điều này có vai trò rất quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân. Chủ yếu là cái hệ thống tự động, tức là tự đo và tự truyền phát về chỗ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp. Và chúng tôi qua hệ thống mạng máy tính, chúng tôi đã có thể khai thác và trích xuất ra được cái số liệu tức thời. Các dự báo viên sẽ bằng kinh nghiệm mình, bằng khả năng của mình, chuyên môn của mình sẽ qua hệ thống tự động sẽ tham khảo các xu thế của thế giới, của Đài khu vực Nam Bộ, được kể cả của Trung ương, và theo dõi cái tình hình thời tiết thủy văn trên địa bàn tỉnh, và sau đó sử dụng các phần mềm rồi là bằng cái chuyên môn của mình có thể là soạn thảo và thảo luận để ra được các bản tin chính xác nhất. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, con nước thất thường, tất cả đều đã hiện hữu ngay trước mắt. Nâng cao vai trò của công tác dự báo, phân tích khí tượng thủy văn sẽ là chìa khóa để các địa phương phát triển một nền nông nghiệp bền vững, thuận thiên. Trong những cái bản tin dự báo thì nên có những cái phần phân tích, đánh giá. Những cái phần đó là cũng rất cần cho những cái người nông dân để và các cái cơ quan quản lý nhà nước nâng cao về cái tính dự báo dài hạn. Chính cái dự báo dài hạn thì mới có cái điều kiện cho các cái đơn vị quản lý nhà nước, cái cấp quản lý nhà nước là hoạch định những cái kế hoạch sản xuất nó phù hợp. Mục tiêu của quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia hiện đại đồng bộ, có khả năng lồng ghép tích hợp, kết nối, chia sẻ với mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia và mạng lưới trạm khí tượng thủy văn toàn cầu. Chuyển đổi số ngành khí tượng thủy văn từ đó được kỳ vọng sẽ đem đến cú hích tạo sức bật cho ngành trong tiến trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Liên kết sản xuất,
chính là chìa khóa giúp xây dựng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo đảm hài hòa, ổn định lợi ích của các chủ thể tham gia. Tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp có những tổ hợp tác xã đang cùng nhau liên kết để thực hiện tốt mục tiêu này. Tập hợp hơn 20 hectare trồng sen hữu cơ từ 7 hộ dân. Năm qua, tổ hợp tác sen xã Hưng Thạnh thu về sản lượng khoảng 4.000 kg một hectare. Lợi nhuận của mô hình đạt gần 29 triệu đồng một hectare, cao hơn so với ngoài mô hình. Dựa trên kết quả này, dự kiến mô hình sẽ tiếp tục nhân rộng, liên kết lên 50 hectare trong thời gian tới. Sen hữu cơ là cái dạng như là phân thuốc ít, ít thì nó hạn chế bệnh, đỡ được bệnh chạy dây thú ngó. Xây dựng cái tổ hợp tác chuyển qua hướng hữu cơ thì phải duy trì, làm chủ yếu là hữu cơ để môi trường sạch. Với hai nữa mình cải tạo cái đất mình nó tươi xốp hơn. Với gần 300 hộ nông dân tham gia, hợp tác xã Thắng Lợi đang canh tác hơn 450 hectare lúa. Với diện tích lớn, hợp tác xã thuận lợi trong việc cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, triển khai và áp dụng nhiều mô hình, đồng thời dễ dàng liên kết với nhiều công ty doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho bà con thành viên. Lợi thế là hiện nay nông dân đang thực hiện cái đề án của SRB, của Ricoto là giảm giá thành trong sản xuất, làm lúa an toàn. Nông dân công ty thấy vậy mới đến liên kết với hợp tác xã. Hiện nay là ký liên kết với 4 công ty, cái đó là sản xuất giống. Còn ngoài qua lúa hàng hóa thì ký hợp đồng với 2 công ty nữa. Nông dân thấy đó là giảm cái giá thành trong sản xuất mà đạt cái hiệu quả trong cái thu hoạch. Thành ra chỗ đó là nông dân rất đồng lòng. Việc liên kết trong quá trình sản xuất nông nghiệp giúp nông dân có sự đồng bộ trong kỹ thuật canh tác. Diện tích sản xuất tập trung tạo ra được khối lượng sản phẩm lớn và dùng nguyên liệu ổn định, thu hút doanh nghiệp đến hợp tác. Từ đó giúp nông dân yên tâm sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho chính người nông dân. Với những giá trị về vật chất và tinh thần, cây sen đã được nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh Đồng Tháp tận dụng làm nguyên liệu để chế biến ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Các sản phẩm này vừa giúp lan tỏa hình ảnh của Đồng Tháp đến bạn bè gần xa, vừa giúp nâng cao đời sống và niềm tự hào của người dân địa phương. Trong đó phải kể đến món chả lụa sen chuẩn ô cớp với hương vị mới lạ của đôi vợ chồng trẻ vừa bước chân vào hành trình khởi nghiệp tại xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sen là loài thực vật thủy sinh được trồng nhiều tại tỉnh Đồng Tháp. Với những giá trị về vật chất và tinh thần, cây sen đã được nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh tận dụng làm nguyên liệu để chế biến ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Các sản phẩm này vừa giúp lan tỏa hình ảnh của Đồng Tháp đến bạn bè gần xa, vừa giúp nâng cao đời sống và niềm tự hào của người dân địa phương. Trong đó phải kể đến món chả lụa sen chuẩn ô cớp với hương vị mới lạ của đôi vợ chồng trẻ vừa bước chân vào hành trình khởi nghiệp tại xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ý tưởng ban đầu là muốn làm ra những đòn chả lụa an toàn cho gia đình và người thân thưởng thức, nên vợ chồng anh Đỗ Thế Vinh, ngụ xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc đã đầu tư một số thiết bị. Sản phẩm làm ra có chất lượng tốt, thơm ngon, nên tiếng lành đồn xa. Khách hàng cũng tìm đến đặt hàng. Nhờ đó, vợ chồng anh Vinh đã suy nghĩ nghiêm túc về việc phát triển nghề làm chả lụa, tạo thêm sinh kế cho gia đình. Sau một thời gian thì tôi thấy sản phẩm của mình nó ngoài sản phẩm sạch thôi, nó cũng chưa có gì nổi bật trên thị trường. Do đó tôi tìm hiểu thêm để kết hợp thêm một số cái sản vật của địa phương. Đặc biệt là Đồng Tháp là có sen, thì tôi sử dụng cái hạt sen tươi, tìm cách để phối trộn vào chả lụa truyền thống để tạo ra một sản phẩm nó có tính ấn tượng và độc đáo hơn, để sản phẩm nó dễ phát triển hơn trên thị trường. Để có sản phẩm chất lượng hơn, giá trị hơn, vợ chồng anh Đỗ Thế Vinh đã đưa ra tiêu chuẩn cao cho những loại nguyên liệu sản xuất món chả lụa sen. Trong đó, nguyên liệu phải đạt yêu cầu về nguồn gốc tại địa phương, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó là phải có độ tươi ngon nhất. Về mặt nguyên liệu, cái khâu chọn nguyên liệu là khâu quan trọng nhất. Thì chọn nguyên liệu thì đối với cơ sở của tôi thì nó cũng tương đối hơi khắt khe. Thịt thì mình cũng phải lựa thịt có nguồn gốc rõ ràng, nóng dẻo,
đặc biệt là chỗ hạt sen. Chọn hạt sen có nguồn gốc rõ ràng. Hạt sen khi mà đem về thì cũng phải lựa lại để cái hạt không quá già, cũng không quá non. Điều đó nó ảnh hưởng đến chất lượng của chả lụa. Và đem về mình sẽ sơ chế sạch sẽ. Sau đó mình sẽ phối hợp với lại thịt mỡ và một số gia vị để mình tiến hành xay, phối trộn và đem hấp chín ra sản phẩm. Theo anh Vinh, sau khi có sáng kiến đưa hạt sen vào món chả lụa truyền thống, thì việc làm sao để sen có thể hòa quyện với những nguyên liệu khác, tạo nên hương vị đặc trưng là một vấn đề khó, cần sự tinh tế nhưng cũng phải khoa học. Do vậy, vợ anh, chị Nguyễn Thanh Phương, với những hiểu biết của mình, là người đã đóng góp vai trò rất lớn để tìm ra công thức phù hợp. Sản phẩm hoàn thiện, vừa ngon, vừa có thời gian bảo quản tương đương những loại chả lụa khác. Hai vợ chồng nghiên cứu xuyên suốt chắc cũng khoảng hơn 2 tháng mới ra. Thì mỗi một lần, nói chung là nó cũng hư rất là nhiều, mới ra được cái công thức này. Nó còn phải tỷ lệ là mình xay to, xay nhuyễn, rồi mình để nhiều hay lợi ít để cho nó hợp lý nữa. Đầu tiên là tôi dùng khoảng 65% thịt và 15% hạt sen. Thì tôi nghĩ là cái độ tỷ lệ phối như vậy là cảm giác người ăn người ta vẫn cảm giác được cái độ ngon, độ ngọt của thịt và vẫn cảm thấy được cái vị thơm, vị bùi của hạt sen. Nếu mà mình để ít quá thì ít sen quá thì họ sẽ không cảm nhận được sen. Nhưng mà để nhiều sen quá thì cái kết cấu của cái đòn chả nó sẽ không ngon và lúc đó người ta sẽ không còn cảm nhận được cái vị ngọt của thịt heo nữa. Qua đánh giá của cơ quan chuyên môn, sản phẩm chả lụa sen của cơ sở Phương Vinh đã đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2023. Điều này đã góp phần khẳng định thêm giá trị thương hiệu cho sản phẩm, cũng như sự sáng tạo của chủ thể. Nghe được thông báo là đạt được OCOP 3 sao, thì hai vợ chồng rất là mừng luôn, rất là vui vì bao nhiêu tâm huyết mình bỏ vô mà mình được thành quả là rất là mừng. Ngoài những cái thực phẩm bình thường trước giờ người ta cũng phối trộn sen nhiều thì mình muốn thêm một cái món mới lạ cho cái coi như là cái thực đơn của sen của Đồng Tháp, nâng cao cái giá trị của cái hạt sen lên và mình tăng thêm cái giá trị của chả lụa của mình. Mình cũng góp một phần nhỏ để tạo thêm cái thu nhập cho những người sản xuất sen, những người trồng sen là tiêu thụ thêm được một phần nào đó sen của Đồng Tháp. Đại diện chủ thể OCOP cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh khâu quảng bá, tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh, nhất là kênh online, khách tham quan du lịch. Qua đó, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần làm lan tỏa hình ảnh sen, văn hóa sen trong đời sống nói chung của người dân Đồng Tháp đến bạn bè gần xa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Tự hào đất sen Hồng kỳ này. Minh Hào mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.